Nhà sản xuất phim Đất rừng Phương Nam đã đón tin rất vui khi tính đến sáng ngày 16 tháng 10, bộ phim đã mang về doanh thu hơn 45 tỷ đồng. Quảng cáo về phim thì hay đấy, cũng hóng xem có hay như thế không. Sạn đến mức là Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc thẩm định lại. Hello, xin chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay tôi sẽ không làm các cái video về lập trình nữa, mà tôi sẽ ngồi thư giãn và cùng hóng hớt một số số câu chuyện mà mấy ngày nay là rầm rộ trên mạng, đó là phim Đất rừng Phương Nam. Thực ra thì các thị trường điện ảnh của thế giới, thị trường lớn cũng vậy, người ta cũng xác định các thể loại nghệ thuật. Thì ví dụ như là tiểu thuyết, thật ra tiểu thuyết không phải là lịch sử, và tác phẩm điện ảnh cũng vậy, cũng không phải là lịch sử. Gần đây thì khi bộ phim phát hành thì tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam cũng được tái bản, và cũng có rất là nhiều tiểu thuyết khi xem phim xong mà họ mua tiểu thuyết họ đọc lại. Thì tôi nghĩ cái chuyện đó rất là thú vị, người ta có những cái so sánh để biết điện ảnh khác với lại cuốn sách như thế nào, bộ phim khác người ta xem lại cái bản truyền hình người ta cũng thấy. Thì cái đó nó nối dài với đời sống, và khi có những cái nhà nghiên cứu họ đính chính lại những cái khác biệt giữa bộ phim với lịch sử, thì cũng có rất là nhiều khán giả hay bản thân mình cũng xem lại lịch sử. Thì cái đó là mình nghĩ là cái điều rất là thú vị, khi mà có một cái sản phẩm nào ra đời nó sẽ kéo theo những cái người mà họ cần phải tham khảo những cái thương hiệu khác. Thì với mình chỉ mong các khán giả tới xem phim để cảm nhận được cái tinh thần, cái mong muốn, cái ý nghĩa mà chính của bộ phim đem lại. Mình cũng rất là cảm ơn những người đã xem phim, đã tìm ra những cái chưa tốt của bộ phim để góp ý. Đoàn phim rất là ghi nhận, mong sao tất cả mọi người có những cái trải nghiệm thú vị và có những cái phán xét tích cực hơn dành cho đoàn phim. Rồi, thì chúng ta vừa xem qua một cái chia sẻ của chú Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn của bộ phim này. Thì tôi không có dám ý kiến gì, tôi không dám bình luận gì hết á. Tôi chỉ ngồi nghe thôi, và tôi cũng sẽ xem các review khác của những người khác ha. Chắc những người ta đã xem rồi đó thì người ta sẽ có những review nữa. Thì tôi ngồi tôi nghe xem, rồi giờ bữa chắc tôi cũng phải đi coi cho vui chứ không có gì hết trơn á. Tôi vẫn sẽ ủng hộ các bộ phim Việt Nam nha. Về vấn đề lịch sử thì chúng ta sẽ có những cái cân nhắc sau. Nói chung là lịch sử là một cái gì đó nó rất là quan trọng ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta xem tiếp cái video khác. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wayway Movie. Phải nói rằng Đất rừng Phương Nam là một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất của nền điện ảnh nước nhà. Trong năm 2023 này, từ tạo hình nhân vật Bác Ba Phi của Trấn Thành đến poster phim, rồi đến trang phục của các diễn viên trong phim không phải là trang phục của nhân dân Nam Bộ trong những năm 90. Và thêm nữa là xuất chiếu của Đất rừng Phương Nam làm bố của phòng vé luôn, khi mà các phim khác phải nói rằng có chỗ đứng. Trước mắt thì tạm thời chúng ta hãy bỏ qua những tranh cãi trên. Và nếu đã lên bàn cân so sánh với huyền thoại Đất Phương Nam bản truyền hình, liệu bản điện ảnh Đất rừng Phương Nam có bị lép vế hay không? Hãy cùng Way to a Movie chúng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và trước khi bắt đầu thì chúng mình có hai lưu ý rằng, để làm rõ việc khen chê thì chúng mình có đặt dấu cộng màu xanh hoặc là dấu trừ màu đỏ ở phía trên góc bên trái để giúp các bạn nhận biết những điểm được và chưa được của phim. Lưu ý thứ hai là để có thể đặt vé xem Đất rừng Phương Nam ở mọi rạp một cách nhanh chóng thì các bạn có thể đặt vé thông qua Movix. Liên đặt vé thì chúng mình đã để ở phần mô tả và phần bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với video review Đất rừng Phương Nam nào. Let's go! Dựa trên nguyên tác là cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đoàn Giỏi, Đất rừng Phương Nam đặt bối cảnh tại rừng Tràm Trà Sư, tỉnh An Giang, kể về cuộc đời của cậu bé tên An. An sống cùng ba mẹ tại thành phố, nhưng sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, thì chúng đã tổng tấn công vào Nam Bộ, khiến cho mọi người phải đi di tản khắp nơi. An và mẹ của cậu cũng phải bỏ lại nhà cửa, lang bạt khắp chốn miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng đang trên đường di chuyển thì một nghịch cảnh mất mẹ bi thảm đã diễn ra, khiến cho An trở thành một cậu bé lang thang cơ nhỡ, trôi dạt tha phương trên bước đường đi tìm cha.
Trên chuyến hành trình về phương Nam, thì An đã gặp gỡ rất nhiều người tốt bụng, đã cứu mang và bảo vệ cậu. Tiêu biểu nhất là Út Lục Lâm, một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ sớm và sống lưu lạc ở đây. Coi trộm cắp là một thứ nghề để mưu sinh, hai anh em Út Lục Lâm và An cứ thế mà đi dò la tình hình, tìm lại cha cho cậu bé. Thế nhưng chính nơi đó lại nổ ra một cuộc bạo loạn chống lại chính quyền thực dân Pháp và Tây Sai. Sau khi thất lạc Út Lục Lâm. Rồi tới đây thì mình cũng có thắc mắc nè. Thì biết là mình thấy cái ảnh này ảnh review á, thì ảnh trong cái đoạn trong cái nội dung review của ảnh á thì có một cái số hình ảnh được hiển thị nè, đúng không? Thì mình không biết á là những cái hình ảnh này hay là những cái video này thì không biết là ảnh được cung cấp từ đâu á, mà xong ảnh có luôn cái cốt truyện, nói chung là có rồi ha, nhưng mà những cái hình ảnh này thì biết sao ảnh có nè, hay mình coi hết. Thì nói chung là coi anh này kể thì giống như mình coi phim luôn rồi, đúng không? Rồi. Thị An được một võ sư nhận làm đệ tử theo người mãi võ kiếm sống. Cứ thế dần dần theo thời gian, An bắt gặp những cảnh đời ngang trái, những mảnh đời lầm than của người nông dân dưới áp bức của địa chủ và thực dân. Giữa đất trời mênh mông, những người nông dân phải chịu cảnh mất mát đất đai, được mùa nhưng không giữ được vật phẩm. Hoàn cảnh đã đưa đẩy họ trở thành những người nông dân khởi nghĩa. Tuy ba chìm bảy nổi giữa dòng đời, thế nhưng cậu vẫn luôn được yêu thương và che chở bởi lòng nhân ái, đùm bọc của đồng bào Nam Bộ đầy chân chất, hào sảng và nghĩa hiệp. Để cuối cùng thì liệu An có tìm ra được cha hay không? An có vượt qua được hết mọi gian nan trên chuyến hành trình đó? Bản điện ảnh có vượt qua được cái bóng của bản truyền hình quá thành công trước đó hay không? Hãy cùng ra rạp và thưởng thức bộ phim này để tự trả lời câu hỏi này nhé! Vì đây là review phim chứ không phải là tóm tắt phim. Ngoài những yếu tố lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, bộ phim Đất Rừng Phương Nam. Rồi trong cái nội dung này thì anh nói là anh đang review, tức là anh đang kể lại cái trải nghiệm của anh, chứ không phải là anh đang tóm tắt một cái bộ phim mà anh đã có rồi nha. Cái chi tiết này cũng còn tập trung vào các tình cảm nhân văn, tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu và tình thầy trò là những yếu tố thấm sâu vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của An và các người bạn đồng hành. Trên chuyến phiêu lưu tại Nam Kỳ Lục tỉnh của An là biết bao người đã yêu thương, che chở và bảo hộ cho cậu. Đó là cha mẹ, là Út Lục Lâm, là thầy Bảy, là cha con Tiểu và bé Sinh, là thằng Cò và bác Ba và một vài người khác nữa. Bên cạnh đó, tình yêu quê hương đất nước cũng là một khía cạnh quan trọng được truyền tải trong suốt bộ phim, thể hiện qua sự tận tụy và quyết tâm của các nhân vật chống lại ách đô hộ và bảo vệ đất nước. Hai câu thơ, nước Nam ta lúc thịnh lúc suy, song hào kiệt lúc nào cũng có, gây ám ảnh mình ngay cả khi xem phim xong. Khách quan mà nói, đúng là dự án điện ảnh đầu tư cả trăm tỷ của Khác. Từ khâu màu sắc của phim, bối cảnh cho đến âm thanh đều được làm bài bản và chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Mà ngay từ đầu của bộ phim thì chúng mình đã bị ấn tượng mạnh với hình ảnh chợ nổi miền Tây xưa. Đây, cái cảnh mà nhảy xuống cầu khỉ là cái tuổi thơ của mình. Cái tuổi thơ của mình hồi nhỏ mình chuyên đi tắm sông, nhảy cầu khỉ như vậy nè các bạn. Quê mình hồi xưa là hồi nhỏ thì mình ở Cà Mau á, cầu khỉ như vậy đầy á. Rồi cứ tắm sông nè, rồi đi bắt cá nè, đi nói chung là ba mẹ đi kiếm hoài luôn, ba mẹ đi kiếm về. Trời mưa tầm tã mà cứ bơi cuốn lội xong vậy đó, thả theo cái dòng nước lớn nước rồng á, thả theo cái bè mà mấy cái bè dừa đó, cứ đi hoài gì đó. Rồi ba mẹ đi kiếm về quýnh tơi tả luôn mà cũng lì. Nói chung coi mấy cảnh này thì nhớ thời tuổi thơ của mình. Được tái hiện lại hoành tráng và thân quen với hình ảnh tấp nập của thuyền và người qua lại, đông đúc, tấp nập, trao đổi buôn bán hàng hóa, tạo nên một không khí vô cùng nhộn nhịp của khu chợ nổi, bầu không khí đặc trưng của xã hội thời kỳ đó. Ngoài ra thì khán giả sẽ được chứng kiến sự đẹp đẽ, hào nhoáng và yên bình trong từng xã hội của miền sông nước Tây Nam Bộ thu nhỏ. Phong cảnh của vùng đất phương Nam từ sông Tiền, sông Hậu trải dài đến Kiên Giang, Rạch Giá, rồi xuống tận rừng U Minh, sau đó là dừng lại ở Nam Căn Cà Mau, hiện lên màn ảnh rộng đầy trù phú và rất đỗi bình yên. Xem Đất Rừng Phương Nam là chứng kiến cả một đất trời thiên nhiên ưu đãi, cánh đồng bát ngát mênh mông, sông nước rì rầm, rừng rậm. Mấy cảnh này nè là mấy bạn về ở miền Tây vẫn còn nha các bạn, chứ không phải là trong phim người ta tạo ra hay là người ta bối cảnh điện ảnh gì đâu. Thực ra là các bạn về cái vườn cò nãy đi nghe đó ha, các bạn sẽ đi vườn cò ở Hậu Giang là vẫn còn nè, rồi vườn cò ở Đồng Tháp vẫn còn nè ha, thì ở Kiên Giang cũng có vườn cò, cho nên là các bạn có thể là sau bộ phim này các bạn cũng biết được nhiều cảnh đẹp mà gọi là cảnh đẹp mà thiên nhiên á, thiên nhiên mà ở miền Tây á, là các bạn nên về miền Tây tham quan ha.
Bạt ngàn chủ phú, thú rừng hoang dã muôn loài. Mà theo đúng như lời của đội ngũ sản xuất phim từng chia sẻ với cánh báo giới, trong suốt 2 tháng quá trình ghi hình, họ đã đi qua rất nhiều tỉnh miền Tây như An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Cần Thơ để lưu giữ những hình ảnh và thước phim tuyệt đẹp. Ở góc nhìn khác, Đồng Tháp và Cần Thơ để lưu giữ những hình ảnh. Đây là cái cảnh nè, cái cảnh ở quê tôi hồi nhỏ nè. Ha, cứ tôi thả dọc theo cái con sông như thế này nè. Đó, trời mưa tầm tã nước lớn á, cái nhảy lên cái bè dừa khô đó. Cái phóng lên đây nước nó cứ chảy, nó chảy đi đâu thì mình cứ theo đó 2 3 4 5 cây số xong rồi lên tới cái cuối đường cái mệt quá rồi. Ha, cái lội bộ đi về. Đó, đây là tuổi thơ của tôi nè. Và thước phim tuyệt đẹp. Ở góc nhìn khác thì chúng mình cảm thấy màu phim của đất rừng phương Nam còn quá hiện đại, chưa mang được trọn vẹn cảm giác miền Tây xưa. Bởi vì nhân dân ta từ ngày xưa ai cũng sống khổ, lộn bùn cuốc đất, áo quần cũng phải chấp vài mảnh vá. Thế nên nhìn dàn diễn viên trong phim áo mới quần sang, người không dính một chút bụi nào, có cảm giác hơi hụt hẫng. Vì dẫu phần dựng cảnh và phần màu sắc phim có sặc sỡ hay giàu có thế nào đi chăng nữa, thì dự án làm phim về đề tài lịch sử như thế này nên bám sát vào thực tế. Đạo diễn Quang Dũng đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc casting diễn viên, bởi dàn nhân vật là linh hồn của bộ phim. Và lần này, tất cả các diễn viên từ chính đến phụ, từ mới nổi cho đến lão làng đều thể hiện tròn vai và xuất sắc không chút gì chê được. Diễn viên Nhí Hạo Khang trong vai cậu bé An là một gương mặt mới trong làn diễn xuất. Trước đây, cậu bé mới chỉ tham gia một số vai phụ trong sitcom ngắn. Thế nhưng với sự chịu khó, cá nhân mình mà nói thì cậu đã thể hiện được đúng tinh thần của cậu bé An trong chuyện. Đồng hành cùng với An là Út Lục Lập. Mấy em bé nhỏ như vậy nè, giống như mình coi phim mà Gạo Nếp Gạo Tẻ đó các bạn. Thì trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ có hai đứa con trai đó. Hai đứa con trai thì đứa nhỏ đó thông minh, đóng hay ghê luôn. Mình coi bộ phim đó mình nhớ hoài. Do nam diễn viên Tuấn Trần thủ vai, Út Lục Lâm là một nhân vật có khá ít đất diễn trong phim truyền hình Đất Phương Nam và lại không có ở trong tiểu thuyết. Thế nhưng thì phiên bản điện ảnh lần này, Út Lục Lâm đã có nhiều thời lượng hơn bởi anh ta là người bạn của An trên hành trình tìm cha. Út Lục Lâm hay Út Đại Ca cũng là người dạy hư cho An bằng nhiều chiêu trò. Và bộ đôi Út An đã có nhiều câu hài, những pha chọc cười ra nước mắt cho người xem trong suốt thời gian xem phim. Trong dàn diễn viên nhí thì còn phải kể đến bé Kỳ Phong trong vai Cò và Bảo Ngọc trong vai Sinh. Dù tuổi nghề còn rất nhỏ thế nhưng bộ bà đã tạo nền nét đáng yêu, dí dỏm trong đất rừng phương Nam. Nói đi thì cũng phải nói lại, bản điện ảnh này còn quy tụ những cái tên lão làng trong làn điện ảnh như Trấn Thành, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Đông, Mai Tài Phến, nữ diễn viên Hồng Ánh, Băng Di, Tuyền Mập. Họ là những cái tên hết sức quen thuộc với mọi người và chắc chắn với lối diễn xuất tự nhiên thì họ sẽ thổi hồn vào trong vai diễn và khiến cho bộ phim kết thúc tuyệt đẹp trong sự mong chờ phần 2 của khán giả. Tuy nhiên, khâu xây dựng và tạo hình nhân vật vẫn còn mắc nhiều sạn. Điển hình nhất là tạo hình của bác Ba Phi của Trấn Thành và võ tòng của Mai Tài Phến. Bộ râu giả chân cùng lối diễn hơi cường điệu của Trấn Thành đã đánh mất hình tượng của bác Ba Phi đầy trực trạc và điềm đạm trong chuyện. Bên cạnh đó thì trong tiểu thuyết của Đàm Giỏi, võ tòng có sẹo, mắt hoắm sâu, trắng da. Mình thì mình đọc mấy cái clip review á, hay là mấy cái bài viết nè, mấy người ta hay nói là bác Ba Phi của phiên bản này là bác Ba Phi đạo lý. Nói chung là bác Ba Phi này là nói không cả chuyện hài nữa mà nói đạo lý nhiều. Thì mình cũng không chưa coi, cũng chưa biết. Để vài bữa sẽ ra xem. Dã ở trần mặc quần kaki của lính Pháp, khuôn mặt vừa khắc khổ vừa uy nghiêm, toát lên hào khí anh hùng hào sản của đất phương Nam. Không hề có chi tiết nhìn rách dưới, tóc tai bù xù như tạo hình của Mai Tài Phến. Thêm một điểm khá là tranh cãi trong phim là phần lời thoại của nhân vật. Đồng ý đã thay đổi câu thoại sao cho hiện đại và hợp giờ với Gen Z là để thu hút lượng lớn khán giả là tốt. Thế nhưng để đặt trong bối cảnh của một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử trong những năm chống Pháp là không phù hợp cho lắm. Và có lẽ do sự hạn hẹp về thời lượng, thế nên các nhân vật chưa được miêu tả sâu về hoàn cảnh, tính cách, tâm lý ra sao để có những hành động như trên phim. Chính vì điều này đã khiến cho phim bị lưng chừng trong cảm xúc của khán giả về các nhân vật. Trước khi bản điện ảnh Đất Rừng Phương Nam được ra mắt, thì vào năm 1997, một bộ phim truyền hình mang tên Đất Phương Nam đã được gửi đến khán giả và tạo nên được tiếng vang lớn bởi cốt truyện hấp dẫn cũng như tính chân thật, mộc mạc của dàn diễn viên huyền thoại. Nên sự trở lại lần này của bản điện ảnh ít nhiều đã va phải những ý kiến trái chiều từ đông đảo người xem khi từng diễn viên bị đem ra mổ xẻ và so sánh với bản truyền hình khi đây là một... Rồi, thôi mình sẽ xem qua một cái review khác nha. Review khác. Rồi. Rồi mình sẽ xem cái trailer của anh Trấn Thành. Đây. Từ.
Rồi, mình sẽ xem là cái video nó ở cục điện ảnh ha, là thẩm định lại cái nội dung của cái bộ phim này. Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Đất rừng phương Nam là một bộ phim được đánh giá đã được đầu tư công phu cả về tài chính cũng như là quảng bá trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Vâng, tuy nhiên thì trước thời điểm dự kiến công chiếu trên toàn quốc, bộ phim đã được chiếu sớm hơn. Và sau khi công chiếu thì báo chí thông tin các trang mạng xã hội đã đăng tải rất nhiều ý kiến chỉ trích khi đánh giá bộ phim Đất rừng phương Nam thì có quá nhiều hạt sạn, đến mức là Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc thẩm định lại và yêu cầu sửa nội dung của bộ phim này. Đất rừng phương Nam được đầu tư nhiều tỷ đồng, đi kèm là một chiến lược quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông từ trước cả ngày khởi quay. Bộ phim đã được dư luận xã hội quan tâm và rất háo hức đón chờ. Bằng chứng là sau khi chiếu sớm vào ngày 14 và ngày 15 tháng 10, nhà sản xuất phim Đất rừng phương Nam đã đón tin rất vui khi tính đến sáng ngày 16 tháng 10, bộ phim đã mang về doanh thu hơn 45 tỷ đồng. Quảng cáo về phim thì hay đấy, cũng hóng xem có hay như thế không. Chưa công chiếu, sao lại mở suất chiếu sớm rồi thu về mấy chục tỷ ngay là sao? Làm phim lịch sử không dễ, ngay ngày mở suất chiếu sớm đã dính đòn rồi. Cục điện ảnh vào cuộc thẩm định rồi, liệu có được công chiếu như dự kiến không? Theo dõi thông tin mấy ngày rồi, phim có nhiều lỗi, đặc biệt là xuyên tạc lịch sử là lỗi không nhỏ đâu. Khán giả giờ khó tính và hiểu biết, phim hài sẽ dễ xem hơn, chứ phim về lịch sử làm láo nháo như phim hài thì không nên nhé. Mấy ông chuyên diễn hài, làm video hài hay phim hài bày đặt làm phim lịch sử, đúng là hài. Đúng vậy, rất dễ nhận ra đây là bộ phim về đề tài lịch sử, nhưng nội dung lại có vấn đề được cho là sai lịch sử. Phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chưa kịp ra mắt đã vấp phải những ý kiến về các chi tiết lịch sử ở vùng đất Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Ý kiến cho rằng đạo diễn Quang Dũng và ekip đã thể hiện chưa đúng, chưa rõ một số chi tiết, gây hiểu lầm với khán giả khi nâng tầm vai trò của Thiên Địa Hội. Trong một bài viết có hơn 2.300 lượt chia sẻ, tiến sĩ văn học Hà Thành Vân cho rằng sự hư cấu trong phim làm sai lệch lịch sử. Dư luận xã hội ngay lập tức có phản ứng và chỉ trích gay gắt sau khi phim Đất rừng phương Nam được tổ chức chiếu sớm 2 ngày trước khi công chiếu. Cục điện ảnh cũng ngay lập tức có động thái quyết liệt là ra quyết định thẩm định nội dung của bộ phim. Theo đó, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Không thể chấp nhận một bộ phim làm về đề tài lịch sử lại làm sai lịch sử, cần đình chỉ và yêu cầu sửa sai mới cho phép công chiếu. Tại sao khâu thẩm định của cơ quan chức năng lại bỏ lọt những lỗi này? Để khi đem chiếu rồi, bị khán giả phát hiện và phản ứng mới quyết định thẩm định lại. Cần phải quy trách nhiệm và xử lý từng cơ quan, từng đơn vị và từng người có trách nhiệm liên quan. Một sản phẩm văn hóa mà xuyên tạc lịch sử thì cần có biện pháp cứng rắn hơn, không chỉ dừng ở việc yêu cầu chỉnh sửa. Được biết, ngày 14 tháng 10 vừa qua, Hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại nội dung bộ phim Đất rừng phương Nam theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó, Cục Điện ảnh cũng đã mời nhà sản xuất, đoàn phim, đối thoại, trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ phim. Chiều ngày 15 tháng 10, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, trước các tranh cãi xoay quanh phim Đất rừng phương Nam, đại diện nhà sản xuất đề xuất phương án chỉnh sửa phim. Phim sẽ bỏ tên Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn ra khỏi các lời thoại, thay bằng tên Chính Nghĩa Hội và Nam Hòa Đoàn. Sự thay đổi này nhằm tránh người xem liên tưởng đến hai hội nhóm thời nhà Thanh của Trung Quốc. Nhà sản xuất, đoàn làm phim sẽ khẩn trương chỉnh sửa nội dung này, tránh những liên tưởng không đúng ảnh hưởng đến nội dung phim. Sau khi chỉnh sửa, nhà sản xuất sẽ trình lên Cục Điện ảnh trước khi ra rạp chính thức vào ngày 20 tháng 10. Yêu cầu đình chỉ ngay mà có sửa cũng không được bởi phim đã được chiếu sớm rồi. Sửa như thế nào khi chỉ còn vài ngày nữa là công chiếu trên toàn quốc? Nhà sản xuất cần lên tiếng, giải trình rõ và đưa ra phương án chỉnh sửa cũng như thời gian công chiếu. Khán giả sẽ phán xét việc này. Chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến để làm bộ phim hay và hấp dẫn hơn. Hy vọng những điều chỉnh này sẽ làm cho khán giả yêu mến bộ phim hơn. Đó là phát biểu của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nói về một hy vọng. Tuy nhiên, đang có hàng nghìn người trên mạng xã hội theo dõi, quan tâm, bày tỏ phản ứng và quan điểm không đồng tình, thậm chí chỉ trích gay gắt việc cho phép và tổ chức công chiếu sớm bộ phim này. Quý vị và các bạn quan tâm như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
Rồi, nói chung tới đây thì mình thấy nhà nước thì cũng bắt đầu là vào cuộc rồi đó. Thì mình cũng hy vọng là bộ phim sẽ có những cái điều chỉnh gì đó để cho phù hợp với cái yếu tố lịch sử cũng như là các vấn đề liên quan tới chính trị của thời ngày xưa ha. Thôi thì chắc cao mình cũng nghĩ thôi, mình cũng xem ở đây thôi. Thật ra thì có quá nhiều tranh cãi liên quan tới cái này rồi. Bản thân mình chỉ muốn thư giãn thôi chứ cũng không có bút phê mấy cái này. Rồi xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một cái ngày mới vui vẻ và nhiều thành công. Xin chào các bạn.